bên phía T1 thì họ cũng sẽ hoàn thành đội hình của mình. Rồi, lại một lần nữa là T1 họ đang mang ra một cái bộ khung có 3 nguồn sát thương chính tới từ cái đội hình của mình. Thứ nhất Fade, Corki của cả Aphelios. Genex thì họ cũng mang ra một cái đội hình cũng dạng kiểu như vậy. Với Lucian, Aatrox thì nguồn sát thương là chắc chắn rồi. Ari thì sẽ cần phải thêm một chút cái trách nhiệm là phải tạo dựng lối chơi nữa. Thì để xem rằng là ở trong cái bán thi đấu thứ hai, như những gì mà tôi đã đặt ra câu hỏi, liệu rằng Renex họ có khiến cho T1 bất ngờ hay không? Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ hai trong cặp BO3 giữa Drenex và T1 trong khuôn khổ vòng bảng của LCK mùa xuân 2024. Chúng ta cùng bước tới cái giai đoạn cuối rồi, cuối của vòng bảng rồi, đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt với bản quyền thuộc về BoxSport. Và chúng tôi rất là hy vọng các bạn khán giả sẽ tiếp tục để lại những cái sự ủng hộ, những tình cảm, những lượt like, lượt follow, lượt subscribe cho các nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng tôi. Rồi, rất tự tin lao lên cho đội chính thức và Gumaoshi gặp nguy hiểm rồi, bị tốc biến làm choáng, bị đu vào. Gumaoshi mất rất nhiều máu, anh ta vẫn có thể trụ được và quay ra trả ngược trở lại sát thương. Và bây giờ là Honor đang tới, Spans bị giữ chân, Spans không còn tốc biến, Spans bị đẩy về làm choáng Honor. Honor mất quá nhiều máu buộc phải lui ra, tốc biến tới từ Teddy, điểm chiến công đầu chưa có. Teddy bắn vào nhầm người, Kyria cũng tốc biến bỏ chạy, Gumaoshi cũng đang phải thoái lùi, coi chừng bị dính thủy ngục, bị tạt nước, bị tấn công, vẫn còn đang sống, không ai nằm lại trong pha này cả. Và từ từ khoan đã, Teddy đang đẩy vào, Sponge đang muốn tiến vào, Pleta đang chờ thời cơ để tiếp tục tạt nước. Tốc biến ma thuật con kia bờ tường, nạn nhân là Guma. Guma sẽ nằm lại trong pha này, điểm chiến công dành cho Sponge. Nhưng sau đó là Guma cũng ăn mạng của người chơi xạ thủ bên phía Renex. Thì Kyria đã giúp Gumayushi câu thêm được một chút nhỏ để anh ta có thể trả sát thương ngược trở lại với người của Teddy. Và khiến cho Teddy bị giữ chân lại, xin lỗi bạn là bị trụ tấn công vào. Và bây giờ thì lại một lần nữa là Spans có mặt ở khu vực đường dưới. Gumaoshi đứng rất là cao và bị tấn công là cái chắc rồi. Lần này thì ai cứu? Trời cứu, Teddy có điểm hạ gục. Đã có một cái dấu ping rất là lớn tới từ bên phía của Renex và cái bụi cỏ chặt ba đó rồi. Thậm chí rằng là Kyoho cũng đang di chuyển xuống nữa. Tuy nhiên thì Kyoho cũng không thể tác động được, bởi vì T1 họ đang cử Honor ra đứng ở ngay bên cạnh cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình. Không dễ để cho bên phía của Renex có thể tiếp tục triển khai cái lối chơi xuống cánh dưới, đặc biệt là bây giờ khi mà Honor đang dành nhiều sự quan tâm. Bởi vì thực ra ở đường trên thì cũng không có quá nhiều những cái lượng tài nguyên cần phải dồn cho rớt để làm gì cả. Anh ấy có thể tự sinh tự diệt được mà thôi. Và lại một lần nữa là Gumaoshi mất rất là nhiều máu, nhưng mà trả sát thương ngược trở lại cũng là đau không kém. Rất khó chịu tới từ Aphelios của Gumaoshi. Tình huống lấy phép bổ trợ của đối phương từ Teddy và sau đó tạo ra khoảng trống để cho bản thân anh ta di chuyển về phía hang rồng, tổ chức và hang rồng chung với lại Spawn. Honor vẫn đang đứng nhìn ở khu vực bụi cỏ chặt ba này, chắc chắn ta không thể can thiệp được rồi. Chúng ta xem là có ai đi lạc ở giai đoạn đường về hay không. Và Diaz không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Còn đường giữa vừa rồi Faker bị dính hôn gió và cả cái sốc điện của Kyoho nữa. Có vẻ như là cái hướng đi rừng của Honor cũng đang là tương tự như vậy. Honor đang hoàn thành xong cho mình cái bãi người đá rồi và đang chạy thẳng xuống khu vực đường dưới của bản đồ. Cái mục tiêu tiếp theo ở đường dưới thì có một tầm 3 phút rưỡi nữa mới có mặt cơ. Tuy nhiên thì lợi thế của hai người chơi xạ thủ đang là rất quan trọng. Gumaoshi cực kỳ tự tin với Aphelios, bị sấy thanh trừng ngược trở lại. Kyria sẽ là người di chuyển ra để có thể che. Gumaoshi hoàn toàn có thể hồi phục lại được bởi vì anh ta vẫn còn cho mình súng huyết tinh ở trên người. Như đã nói, thế lính lại bắt đầu ở chỗ khó. Đây là lúc mà phải có rừng có mặt để đảm bảo an toàn. Leta đã mở sóng thần của mình. Gumaoshi né tốt, anh ta vẫn còn tốc biến. Nhưng Kyria thì nằm xuống mà không kịp làm gì cả. Tốc biến còn nguyên và cả chiêu cuối cũng còn nguyên. Rất là đơn giản từ phía của Drenex mà thôi. Họ xử lý thông tin tốt thì chắc chắn là họ sẽ là người có được cái khả năng kiểm soát và di chuyển nhanh nhạy hơn so với cả T1. Và nó đang được minh chứng qua những cái pha vừa rồi. Với từ khoan đã, đường trên có giao tranh nổ ra, bài vàng từ rất chính xác. Rasko vẫn đang làm mặt chặt khá là đau, nhưng rớt với sải tay lợi thế hơn, né được những cú quy thì là thắng. Rớt bị dính cú quy, vậy nên là không thể nào mà dí lên thêm được nữa. Giao tranh, Honor đã né xuyên tâm kích, anh ta vẫn bị giữ chân lại, vẫn bị dính hôn gió. Thanh trừng xoáy vào đâu quá, Honor đổi góc khá tốt, khổng lồ hóa cũng được kích hoạt. Và Spawn là người bỏ chạy, ánh trăng dẫn lối của ma tốc biến qua tường để có thể dứt điểm được. Spawn với sự hỗ trợ của đồng đội, Faker có mặt. Ui, và người ăn được mạng là Faker, nhưng ta bị dính hôn gió, vẫn tốc biến bỏ chạy được. Honor là người đổi ca lao vào và hai điểm hạ gục dành cho T1. Teddy mất tốc biến, mất đi cả thanh tẩy của mình sau khi dính trọng trường. Và T1 đã giành lại thế trận với một pha giao tranh rất đột biến ở khu vực bụi cỏ chặt ba.
T1 có thể bị thua thiệt ở cánh dưới bởi vì Spawn rất nhiều lần cắm trại và ngủ đông ở dưới này. Nhưng khi mà T1 họ tập trung được lại đội hình thì mọi thứ không dễ dàng như vậy dành cho những chú rồng xanh. Đó, đây là một cái ví dụ này. Teddy đang đứng rất là cao và anh ta sẵn sàng đứng cao như vậy mặc dù là ở xung quanh anh ta cũng không có ai, chỉ có một mình Flare ta mà thôi. Nhưng mà nếu như chỉ cần có một cái cú trao đổi quãng ngắn thì Teddy cũng không ngại bất cứ thành viên nào bên phía T1 cả. Trong khi đó thì bên phía Renex lại một lần nữa là cái sự chăm chỉ tới từ kia hô. Ăn cho mình con sứ giả xong xuống đường dưới để bảo kê cho người chơi đi đường giữa của mình. Và để coi Spawn liệu rằng là muốn áp lực xuống khu vực đường dưới không, lấy câu trả lời là không rồi. Hiện tại cũng không có bất cứ một cái mục tiêu nào trên bản đồ cả. Và Spawn có thể sẽ đi lạc trong cái pha này. Thậm chí rằng là Spawn là người lao vào luôn. Kia hô đang tới hôn do chính xác. Honor tung ra cho mình trước cuối. Honor không làm gì được cả và Honor nằm trong pha này. Anh Long đúng ở chỗ là có người đi lạc. Nhưng mà người đi lạc không phải là Spawn ở trong pha vừa rồi. Ai lạc thì chúng ta cũng vừa thấy rồi. Honor là người kẹt ở phía sau đội hình của đối phương. Và anh ta đã phải nằm xuống. Còn ở cánh trên một pha đấu tay đôi giữa Zed và Rascal. Zed giữ vị trí tốt và solo kill dành cho đường trên của T1. Nhưng ở đường giữa của hung gió nó sẽ không được đưa ra bởi vì không có góc. Tuy nhiên sứ giả đã đem về cho bên phía của Diaz một cái trụ. Vẫn có một cú lao vào nữa đến từ Spawn. Kia tự tin trong đội của mình ngay sau lưng hút được thêm cú thứ hai. Thì cái khả năng kiểm soát của bên phía Renex họ sẽ được mở ra thêm một chút. Cái quan trọng rằng là cái khả năng di chuyển của bên phía Renex nó sẽ là như thế nào. Liệu rằng là họ có tiếp tục bắt được những cái pha như này nữa hay không. Bên phía của Renex họ cực kỳ chủ động, đặc biệt là Sponge. Anh ta chủ động bởi vì đằng sau anh ta có rất nhiều những đồng đội. Cả Playta cũng di chuyển ra, Teddy và Kyoho cũng đi cùng nhau nữa. Còn ở khu vực đường trên, chúng ta sẽ cùng nhau được xem lại cái preview của Zed trong cái pha này. Giữ vị trí và tận dụng cái sải tay, ui quá là mượt mà, tới từ Zed. Khó. Đúng là Zed đã đánh rất là tốt. Zed là một trong những người chơi đường trên mà xử lý mấy cái pha mà gọi là hit and run, gọi là cancel hình ảnh animation của tướng tay dài trong đường trên rất là tốt. Cái số lượng các thành viên phía Renex rõ ràng là đang ở đông hơn rồi, nhưng mà Faker có cho mình gói hàng. Anh ta sẽ chạy ra khu vực hang rồng rất là nhanh mà không cần cái dịch chuyển. Và T1 họ đang bắt đầu tiếp cận vào khu vực hang rồng, vì T1 họ đang đứng cùng nhau ở khu vực từ đường giữa đổ xuống. Còn Renex thì là từ đường dưới đánh lên. Để xem nào, kia hô đã bị lộ vị trí rồi. Zed cầm bài vàng quăng thẳng vào đầu cáo chín đuôi, hồ ly chín đuôi từ kia hô, buộc phải lui ra mà thôi. Spawn cũng đã mất quá nhiều máu. Spawn lao thẳng vào, trừng phạt chưa có, trừng phạt có rồi. Spawn là người ăn rồng, rồng 2 cho rồng xanh. Đó là sức mạnh của Rell. Khi mà lượng sát thương đến từ xuyên tâm kích kết hợp với trừng phạt sẽ đem lại cho bạn cơ hội để dứt điểm được mục tiêu tốt hơn. Và bên phía Kodias có được một con rồng hơi xui cho họ, đây là con rồng hóa kỹ, một con rồng yếu. Còn ở đường giữa thì Rascal, ôi cân năm không nổi đâu. Đó là chiến thuật cái mid mạnh nhất tới từ bên phía của T1. Cái mid có tận tới 5 người và có rất nhiều chiêu thức để có thể vừa gây sát thương vừa phá giao tranh. Đó chính là cái gói hàng của Faker được bung ra trong cái pha vừa rồi. Điểm hạ gục có thì cho T1, cộng thêm với họ có được cho mình cái công trình ở khu vực giữa nữa để có thể bù lại những cái mà họ vừa mới mất. Và rồi xong, Zed cầm bài vàng, thanh tẩy của Teddy còn. Và bấm thanh tẩy rất là nhanh nhưng Zed đang ăn thanh trừng hơi đau, phải đi vào trong đàn lính để có thể né. Nhưng Spawn đang muốn tiến lên, tốc biến rất được thành công của Gumayoshi. Gumayoshi có khổng lồ hóa vẫn về được, Zed né khỏi cú thủy ngục và sát thương đang được trả ngược trở lại. Spawn đang bị đi chậm bởi vì anh ta đã xuống ngựa. Sát thương từ Gumayoshi là tương đối nhiều nhưng chưa có sát thương dứt điểm. Kyoho lao thẳng tới rất tự tin, lại bị dính một cú bài vàng rồi. Và Kyoho sẽ nằm lại trong pha này, mạng dành cho Kyria. Drenex họ rất là cố, nhưng mà cố quá thì lại thành dướn. Còn TF của Zed giữ vị trí ác thật, với tốc độ di chuyển tốt thì anh ta đã liên tục có những tình huống đảo qua đảo lại và né được rất là nhiều những kỹ năng của đối phương để gây sự khó chịu và câu tài nguyên. Cái kết là bên phía của T1 đã có được lợi thế, nhưng vẫn còn Spawn ở đây. Còn chưa có trừng phạt, chưa có trừng phạt. Còn vài giây nữa, không thể cướp được. Và Rascal cần phải coi trừng phạt này. Cần phải coi... Ôi, lộ rồi. Rascal đánh hạt thông nổ, có cái kích hoạt hóa kỹ và anh ta sẽ về được về an toàn. Đó là cú R chất lượng tới từ Faker. Những cú R tiếp theo thì đang chưa thực sự tốt cho lắm, nhưng cú R vừa rồi thì lại ngon. Teddy đang mất đi một lượng máu khá khá rồi. Faker đang rất là chăm chỉ tung ra cho mình những cú R và sát thương tới từ Gumayoshi bồi thẳng vào người Teddy. Teddy chỉ còn 1/3 cây.
mất máu quá nhiều. Và kia hô lao thẳng tới, hôn gió lại hụt rồi. Bài vàng bùng ra, rớt, ui anh ta di chuyển quá nhanh, quá là lả, lướt tới từ tốc độ di chuyển được tăng thêm. Rớt đang bị tấn công, rớt sẽ nằm lại cho bàn anh Trang đấy. Anh ta chưa nằm, anh ta cuối cùng cũng đã phải nằm. Với những cú chặt quy cuối cùng của Rasko, né rất là khó chịu rồi, nhưng hãy ghi nhớ Phoenix họ bỏ ra quá nhiều tài nguyên để giao tranh trong pha vừa rồi, và họ đang phải cố gắng để có thể rút lui, họ ôm nhau về được. Tôi đồng ý với cả anh Luân, thật sự luôn là mặc dù chúng ta đều biết được rằng là Renex bị đánh giá thấp hơn T1 rất là nhiều, nhưng mà T1 họ chơi như này, họ đang khiến cho Renex họ nóng mắt quá. Và càng nóng mắt thì họ càng muốn giao tranh. Còn Zerp thì chạy như một cái máy điện, né hết cái này sang cái khác. Tất nhiên anh ta vẫn phải nằm lại thôi. Né. Nhưng mà đó là một cái... Né cái từ bàn. Có một người pha, anh ta cũng câu kéo được rất nhiều thời gian đó. Rồi, chênh lệch về tiền thì nó ở tầm 5.000 cho bên phía của T1. Vẫn thoải mái thôi. Nhưng mà như đã nói nha, cẩn thận với cái đội hình giao tranh của VDS, bởi vì đội hình này của T1 là đội hình không chống chịu, cũng dễ bị lật kèo. Lòng được rồi, lòng được rồi, lòng. Spawn. Spawn đi qua bên kia. VDS đi sang rớt liên tục. Trong khoảng thời gian đó thì T1 rồi, họ đơn giản là họ sẽ lên về cho mình con rồng thôi. Còn Renex đúng thật là nóng mắt với cả thần sấm lắm rồi. Bực lắm rồi, muốn kiếm cho bằng được rớt luôn. Và rớt thì cũng rất là nhanh nhạy, rất là thính. Thời điểm này thì T1 đang ở một cái... Họ sẽ có cơ sở để có một pha giao tranh khi mà Faker đang cầm gói hàng. Diaz cũng đang rất là muốn giao tranh nha. Cho nên là Spawn nãy giờ đang lòn. Anh ta di chuyển nó được phía sau lưng hang Baron. Và T1 có vẻ như là không biết Kira đang được cử đi sử dụng cái hoa soi sáng này để phát hiện ra. Nhưng phát hiện ra quá trễ rồi. Gumiuzi là người bị làm choáng lại. Kihu lao tới, hung gió đã thành công. Và Honor là người thấp máu nhất, anh ta vẫn sống được. Còn Spawn đã dính ánh trăng dẫn lỗi. Sát thương của nó dứt điểm là chưa đủ. Đủ luôn. Gumiuzi đủ sát thương để dứt điểm đối phương. Của hung gió chỉ có thể dắt nó đi về mà thôi. Xong rồi đi ác rồi. Rất nhiều những cái sự né. Và đây là thần sấm đang tới. Bài vàng vào người của Kia. Ôi, nó là một pha big bomb vào người của Kia. Và rớt phòng hẳn vào trong nhà luôn. Rớt có double kill nhưng anh ta nằm lại không sao. Đó là sự đánh đổi xứng đáng. Đó là sẽ là một cái tình huống có được Baron từ phía T1. Họ cũng đang hơn người nữa. Họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Pep thì cũng phải lấy được nhà lính. Nhưng liệu rằng có endgame luôn hay không đây? Gần như, à quên, chắc chắn là endgame. Với tầm 20 giây còn lại của bộ đôi kia Hu với lại Teddy thì rất là khó cho bên phía của DS để có thể ngăn chặn được tình huống endgame đến từ bên phía của T1. Họ chỉ còn một nguồn sát thương duy nhất là con Aatrox của Rascal, nhưng sát thương từ bên phía của T1 từ tầm quá xa. Faker cứ liên tục đẩy những cú tên lửa vào đội hình của DS. Còn Gumayusi thì đang miệt mài phá nhà. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của DS đã bị phá hủy, nhưng T1 thấy rằng hết giờ rồi. Hai carry của đối phương chuẩn bị ra, như vậy là họ về. Nhưng mà một cái lợi thế quá là lớn rồi cho bên phía của T1, họ có được mình cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên. Và Kyoho dịch chuyển, tầm nhìn đã bị phát hiện ra rồi. Kyoho biết được rằng đối thủ đang đi hướng này. Kyoho đang tìm góc để có thể là vòng vào, và Kyoho bị lộ. Và Kyoho có lao tới hay không đây? Không, anh ta làm không được bất cứ một cái điều gì cả, bởi vì cái khả năng che chắn từ bên phía T1 là quá tốt. Chiều cuối Honor tung ra, bị đại hồng thủy trả ngược trở lại, và không có gì nữa cả. Hay liệu rằng là vẫn có muốn giao tranh đây? Bên phía của Renex, họ đang muốn tràn lên, họ đang chờ thời cơ để cạnh tranh con rồng này với cả bên phía của T1. Bài vàng cầm sẵn, Kia Ho, hôn gió hụt là cái chắc rồi, Kia Ho không thể về nổi. Và T1, đây là cơ hội để có thể end game. Honor lao thẳng vào, anh Trăng xin lỗi vào mắt tôi, nhưng sát thương vẫn là rất nhiều từ bên phía T1. Và Spun cùng với cả Teddy đang phải ôm nhau lùi về, ơi, mỗi người đi một hướng rồi. Bài vàng đang chờ sẵn, rớt chưa bung ra vào người ai cả, đang chờ vào đủ tầm. Nhưng mà rớt có lẽ là không cần đâu, lính đã du được vào tới nơi rồi. Bài bàn qua một người của Spun, Spun vẫn sẽ có thể về được với an toàn, nhưng lính đường giữa đang tới, và đây sẽ là cơ hội end game dành cho T1. Có một chút xíu khó khăn, nhưng mà kết quả của ván đấu thứ hai nó cũng không khác lắm so với ván đấu thứ nhất, vẫn là thắng lợi dành cho T1. Diaz đang muốn tổ chức một pha giao tranh cuối cùng, nhưng Spawn chỉ kiếm được Honor mà thôi, và cái giá phải trả là anh ta chịu sát thương từ toàn bộ đội hình của T1, phải nằm xuống. Rasko và Teddy, bộ đôi người cao tuổi của DS đang phải dắt díu nhau rời nhà, bởi vì nhà của họ cũng đã không còn nữa. Hành trình của DS tại LCK mùa xuân 2024 kết thúc tại đây, và T1 đã kết thúc vòng bảng của mùa giải này với vị trí thứ hai đi giữa Genji. Và sẽ không có gì quá là bất ngờ, đúng không ạ, thưa các bạn khán giả? Genji cùng với cả T1 sẽ là hai đội tuyển chia sẻ hai cái ngôi vị đồng bảng.
ở sau giai đoạn vòng bảng của LCK mùa xuân năm 2024 và họ sẽ tiến thẳng vào trong vòng 2 của giai đoạn playoff. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có 4 đội tuyển xếp ở ngay phía dưới là Hanwha Esports, KT, DK cũng như là Quantum Freaks sẽ cạnh tranh bắt đầu từ vòng 1. Đây sẽ là một cái giai đoạn playoff tôi tin rằng là sẽ tương đối hấp dẫn đây.